rồi và chia sẻ với tất cả quý vị về cái cách làm sao chúng ta thực hiện siêu âm khung xương và sử dụng công cụ 3D như thế nào. Đầu tiên, chúng ta luôn luôn bắt đầu bằng siêu âm 2 sao, siêu âm 2D. Nó hoàn hảo nếu như các bạn muốn thăm khám cái khớp cũng như là cơ. Chúng ta sử dụng 2D là hoàn hảo. Vậy thì đây là cái mà chúng ta có thể thu được nhờ đầu dò 2D. Nhưng nó cũng hoàn hảo nếu mà các bạn muốn có mà thu được cái kích thước của xương. Nó cho các bạn biết kích thước, nhưng nó không có cho các bạn thấy được cái hình dạng thật sự của xương. Và vì vậy, cái việc mà chúng ta cần làm, tôi xin lỗi, đó là chúng ta sử dụng cái phương pháp tốt nhất, đó chính là 3D. Mời các bạn nhìn vào đây, chúng ta có thể thu được hình ảnh này nhờ 3D. Và theo thời gian thực, các bạn có thể thấy được hình dạng thật của xương. Và như vậy, đối với 2D thì chúng ta không làm được. Nhưng thực sự, ở cái quý 2 của thai kỳ, chúng ta làm rất là hoàn hảo. Nhưng mà nó bị giới hạn là trong cái quý 1 thì không thể có được cái hình ảnh rõ ràng của khung xương. Và ở cái quý 3 thì hình ảnh nó cũng không có được tốt lắm. Cho nên nếu mà các bạn muốn thu được hình ảnh đẹp nhất, tốt nhất thì dùng siêu âm 3D vào quý 2. Và nếu như sau đó các bạn muốn chẩn đoán các cái dạng trong thai kỳ thì chúng ta nên sử dụng CT, chụp CT. Vậy thì chúng ta nên dùng cái chế độ kết xuất nào? Chúng ta khảo sát xương thì dùng cái nào? Đây là cái chế độ bề mặt, đây là chế độ X-ray và đây là chế độ maximum, tối đa. Vậy thì cái tên của nó là tối đa. Vậy thì cái tên X-ray là gì, X-quang là gì? Nó không phải là cái tên chính xác, nhưng mà các bạn nhìn vào hình ảnh thì người ta dùng cái tên là X-ray hay X-quang, nhưng mà nó không phải là cái tên đúng nha. Còn ở chế độ maximum chúng ta chỉ thấy được cái kết cấu xương ở bên trong là thôi. Đây là ở trên hệ thống của các bạn, hệ thống GE, thì chúng ta có thể thấy chế độ kết xuất là max, và chúng ta luôn luôn có thể kết hợp cả hai, có nghĩa là đây là maximum, còn đây là bề mặt, và chúng ta có thể kết hợp cả hai lại với nhau. Nhưng có thể là các bạn chưa bao giờ thấy cái cửa sổ này trên hệ thống các bạn. Bởi vì nếu mà các bạn là người dùng, thì các bạn cần phải dùng cái chế độ là được thiết lập sẵn. Cho nên các bạn không biết là cái chế độ, các chế độ khác như thế nào. Cho nên trong cái chế độ mà các bạn thăm khám thường quy, chúng ta có cái mục là skeleton, là xương, siêu âm xương. Và chúng ta chọn ngay trong đó nó sẽ có. Chúng ta có nhiều cái phương pháp khác nhau. Chúng ta có thể dùng 3D, chúng ta có thể dùng 4D và chúng ta có thể kết hợp VCI. Đó là chế độ maximum và tôi sẽ giải thích cái sự khác biệt là gì. 3D là gì? 3D có nghĩa là các bạn sẽ quét tiếp nhận để lấy một thể tích ở chế độ mặt cắt ngang. Chúng ta nhìn cái xương sống ở đây với chế độ maximum và kết quả nó thể hiện như thế này. Chúng ta cũng có thể có thể thực hiện 4D và các bạn không cần phải có nước ối để siêu âm như thế này. Đây là xương sườn, ở đây là xương vai, ở đây là xương sọ. Và đây là một cách thức khác nữa để sử dụng, và đó là chế độ VCI. Với cái thể tích tĩnh, chúng ta có thể tăng nó lên, tăng cái độ dày lên của cái khu vực này, và dùng rất là đơn giản, rất là dễ. Chúng ta có thể thấy xương sườn và xương sống rất là rõ, rất là dễ dùng, bởi vì chúng ta không cần phải di chuyển cái khung tiếp nhận. Chúng ta chọn cái chế độ VCI để sang maximum, và có nghĩa là độ dày từ 15 tới 20 mm.
Và ở cái chế độ này, chúng ta cũng có thể sử dụng với chế độ 4D, có nghĩa là VCI kết hợp với C. Vậy là nghĩa là gì? Trong trường hợp này, các bạn sẽ dùng cái bề mặt đằng trước, đầu dò. Và để có được cái bề mặt này, thì cái đầu dò của các bạn nó cần phải quét qua lại như thế này. Và mời các bạn nhìn vào đây. Chúng ta thấy là để cái đầu dò rất là chuẩn ngay trước gương mặt của thai nhi, và đây là cái kết quả chúng ta thu được. Luôn luôn là chúng ta thấy thu được 1-2 khung mỗi giây. Vậy thì chúng ta có thể thực hiện ở mặt cắt ngang chính xác là cái bề mặt mà các bạn có trên hình ảnh 2 chiều. Còn đây là bề mặt của VCI, và bởi vì cái độ dày chúng ta có thể thấy rất là rõ kể cả xương sống và xương sườn. Và tại sao nó nhanh hơn? Bởi vì chúng ta không cần phải có toàn bộ thể tích, chúng ta chỉ cần sử dụng một phần nhỏ của thể tích, cho nên cái mức độ tiếp nhận nó nhanh hơn, và đôi khi chúng ta có thể thu được từ 15-20 khung mỗi giây. Và đây là một cái việc nó rất là có lợi, bởi vì nếu mà các bạn nhìn vào thì chúng ta có thể phát hiện được chúng ta có thể tăng cái độ dày lên, và chúng ta có thể thấy được tất cả các cái ngón tay bên trong để phát hiện được số lượng ngón tay. Cho nên chúng ta dùng cái chế độ maximum rất là dễ sử dụng cái phương pháp trước đây. Đối với bộ xương thì chúng ta thấy cái lịch sử nó đã hơn 25 năm rồi. Và trên cái hình ảnh kết quả chúng ta thu được thì nó như thế này. Thì các bạn đã thấy cái bài giảng trước đây, tôi nói là khu vực trán, rồi hàm trên, thái dương, xương gò má, xương mũi và cái phần ở trên này. Nhưng khi mà các bạn dùng cái phương pháp này bằng VCI thì các bạn cần phải có cái đường này, này nó nằm ngay trên mặt trước của gương mặt. Bởi vì trường hợp này nó cùng là một em bé, cùng là một cái xương sọ. Nhưng mà đây là cái hình dạng bình thường ở đây. Và nếu mà các bạn nhìn qua bên này, chúng ta thấy cái hình ảnh này nó quan trọng hơn. Chúng ta thấy cái phần xương này nó thiếu, bởi vì nếu mà chúng ta không có cẩn thận, chúng ta để cái đường nó đi sâu xuống thì chúng ta sẽ bị cái tình trạng mất xương như vậy. Nên các bạn phải luôn luôn biết được là chúng ta canh cái đường đó nó nằm ở đâu, không có để quá sâu. Vậy thì khi mà chúng ta bắt đầu nhìn vào phần xương sọ, chúng ta sẽ thấy tất cả các cái loại xương khác nhau. Đây là cái hình ảnh xương chẩm bình thường vào 11, không phải cùng là một em bé, các em bé khác nhau nhưng mà các giai đoạn khác nhau. Đây là 11 tuần tuổi, gần 12 tuần, 13 tuần, 16 tuần và 22 tuần. Và nếu mà các bạn nhìn vào cái phần dưới ở đây của phần xương chẩm thì cái phần dưới này nó sẽ không có phát triển quá nhiều, các bạn có thể thấy qua các giai đoạn khác nhau. Nhưng mà cái phần trên thì nó phát triển nhiều hơn. Và nếu như các bạn nhìn vào đây thì các bạn cũng có thể thấy rất là dễ thu được cái hình ảnh này. Và đôi khi các bạn có cái phần xương hợp nhất không hoàn toàn. Và đây đây không phải là dị dạng, đây là một cái thể bình thường khác. Và một cái điều quan trọng nữa là chúng ta phải quan sát được cái xương worm, cái xương phần top sọ. Vậy thì khi mà chúng ta biết là chúng ta có thể dùng 2D, mình quét thôi là mình đã có thể thấy rồi. Và khi mà chúng ta dùng 3D thì chúng ta sẽ thấy gì? Tôi để cái đường lên đây. Đó. Và đây là kết quả này. Bạn sẽ thấy được là có hai cái xương thóp sọ ở trên này. Và đây là một cái trường hợp khác nữa. Xin lỗi. Tôi bấm nhanh quá.
Đây là cách chúng ta làm. Ok, và đây là kết quả. Cũng là vừa rồi tôi bấm nhanh, nhưng mà trong rất là nhiều trường hợp tôi muốn chia sẻ để các bạn có thể thấy cái phần xương thấp sọ nó sẽ nằm trong 4 tới 5 trường hợp bình thường. Đây trường hợp bình thường nhé, chúng ta thấy nó nằm ngay trên này. Nhưng khi mà chúng ta khám em bé đó sâu hơn, chúng ta thấy là bình thường. Về xương sống, chúng ta có thể xem xương sống rất là dễ, bởi vì chúng ta sẽ bắt đầu bằng siêu âm Sagittal 2D và chúng ta bắt đầu quét qua, và kết quả là chúng ta sẽ có hình ảnh như thế này. Và ở đây chúng ta có các cái xương sườn khác nhau, và đôi khi chúng ta cần phải thấy là sẽ có thêm một xương sườn nhiều hơn ở một bên hoặc là bên kia là thiếu. Nhưng mà đây là một cái biến thể của trường hợp bình thường chứ không phải là dị dạng. Và tôi chia sẻ với các bạn là chế độ người dùng. Thế thì đầu tiên chúng ta dùng chế độ bề mặt, và trong trường hợp này chúng ta phải làm là tăng cái tỷ lệ lên. Ở đây ở cái nút này này, chúng ta bấm vào, chúng ta tăng lên để tỷ lệ thì như thế nào. Chúng ta sẽ loại bỏ được tất cả hình ảnh về mô mềm, và khi mà các bạn tăng tỷ lệ lên thì nó như thế này. Nó có cái độ tương phản nhiều hơn, và chúng ta có thể kỳ vọng được cái hình ảnh kết quả ở chế độ maximum là như thế này. Và trong cái chế độ pha lê, nó là cái chế độ mà chúng ta có thể thấy rất là rõ bên trong cái phần thể tích này. Chúng ta có thể thấy được cả cái bờ rìa của nó, và đây là hình ảnh hoàn hảo. Não phát triển rất là tốt trong cái quý đầu tiên của thai kỳ. Và với chế độ bên này thì không thể thấy được xương, nhưng nếu mà các bạn muốn dùng cái hệ thống các bạn để làm, chúng ta vẫn có thể làm được. Nhưng các bạn, như các bạn sẽ thấy đây, đây là xương sống này. Chúng ta tiếp nhận rồi, nhìn vào đây các bạn thấy là chúng ta nhận được hình ảnh gì. Nhưng mà để tiếp nhận hình ảnh này thì nó không dễ đâu, bởi vì các bạn cần phải có các điều chỉnh khác nhau. Các bạn đầu tiên là phải xoay hết tất cả các nút vặn ở đây. Thứ nhất là phải tăng cái mức độ pha lê lên, các bạn phải giảm độ gain tới cái mức tối thiểu, giảm cái mức threshold xuống, giảm độ trong suốt xuống, và giảm luôn cái chế độ lọc SR. Như vậy các bạn mới có được hình ảnh này. Cho nên làm thì không dễ, nhưng mà các bạn biết là khả thi nếu các bạn có một cái hệ thống khoảng là làm quen 4-5 năm rồi các bạn có thể làm được. Và đây là kết quả mà các bạn có thể thu được. Ok, nó có cái hình ảnh rất là rõ, rất là đẹp. Và các bạn có thể thấy hai cái phần rất là rõ đây. Và bên này các bạn cũng có thể thấy được cái đường bên trong, và với cái góc nhìn của phần xương ức và xương hàm trên này, và bên này là cái phần vòm bên trong. Nhưng mà bây giờ chúng ta có chế độ pha lê trong cái máy Voluson Ham 2, và đây là cái cách mà nó phát triển. Và chúng ta chỉ cần chuyển sang chế độ này, và các bạn có thể thấy được tô mềm, xin lỗi, mô mềm với cả xương bên trong. Và các bạn nhìn đây là kết quả. Các bạn có thể thu được cái chế độ này tôi dùng ngày càng nhiều, thay vì cái chế độ cổ điển là maximum.
Và ở đây các bạn đã thấy trong cái bài giảng trước đây, sáng ngày hôm nay tôi giảng về cái vị trí và góc độ của lỗ tai. Chúng ta cần phải xác định các cái đặc điểm, các cái điểm mốc đó để chúng ta xác định. Tôi bắt đầu là làm cái phần này. Các bạn nhìn vào. Đây là một cái và cái này cũng là một cái. Và nó hoàn toàn khác biệt. Nhưng mà đây là cái thai nhi hoàn toàn bình thường. Và đặc biệt là nếu như các bạn nhìn vào cái khớp xương sọ ở đây, cái này rộng, cái này là nó hẹp, còn cái này trông bình thường. Và có nghĩa là cái kích thước của phần xương này là khác biệt. Đó là lý do vì sao rất là khó để mà chúng ta thấy được các cái đường khớp ở đây. Có lẽ là chúng ta cần phải điều chỉnh các cái góc của đầu giò. Và với cái đường khớp sọ này chúng ta mới có thể thấy được hình ảnh rõ hơn. Đối với tôi vẫn là một cái việc mà còn phải nghiên cứu nhiều hơn. Và đây là trường hợp mà chúng ta thấy hình ảnh rõ ràng về một bé bị hở hàm ếch, bị sức môi. Và trong trường hợp mà chúng ta thấy đây là hội chứng đầu to với cái môi hở hoàn toàn ở đây. Và đây là chúng ta thấy mất hình ảnh vào miệng bên trong. Và trong cái bài giảng đầu ngày hôm nay, các bạn cũng có thể thấy ở các cái chế độ kích thước khác nhau về kết cấu xương, đặc biệt là ở đây là dùng chế độ VCI, đó là các bạn điều chỉnh cái độ dày và các bạn áp dụng cái chế độ maximum. Và đối với cái đường khớp trán thì chúng ta thấy ở đây là xương mũi, nhưng mà các bạn không có một xương mũi mà có hai, trái và phải. Và đây là một thai nhi khác, chúng ta thấy có một cái dị dạng, một cái bất thường ở trên này. Và đây là các cái trường hợp khác nhau. Và tôi sẽ bắt đầu bằng trường hợp này là một em bé có hở hàm ếch sức môi. Và đây là các cái chế độ khác nhau. Và đây không phải là được khớp trán. Cái này nó là do cái phần xương trán nó bất thường. Và nó có thêm một cái xương, một cái phần xương ở bên trong dưới cái xương trán. Còn trường hợp này là nó hở ra theo một cái dạng giống như là một cái hốc lớn. Và chân này cũng vậy. Vậy thì đây là tất cả các em bé này bị cái hội chứng dị dạng do xương thiểu sản. Nhưng chỉ khi nào mà chúng ta biết cách là mình nghi ngờ một số trường hợp nào đó, mình mới tiến hành điều tra sâu hơn, đúng không? Cái này rất là dễ nghi ngờ. Bởi vì khi mà chúng ta đang cố gắng thu được hình ảnh, thông tin, thì chúng ta rất là dễ dàng nhận thấy được cái hình ảnh của xương sọ, bởi vì chúng ta có một cái khoảng hở ở đây, tự nhiên không thấy xương. Đôi khi mà chúng ta nhìn vào đầu và có cái góc nhìn rất là đẹp về não, cho nên là có thể do cái đường khớp trán nó hoàn toàn mở ra, cho nên là chúng ta phải cẩn thận trong trường hợp đó. Đây là cái trường hợp mà tôi gọi là hội chứng đầu to. Và chúng ta thấy trường hợp có một não thất duy nhất và 22 tuần. Và đây là hình ảnh kết xuất ra. Và khi mà các bạn nhìn vào xương, các bạn sẽ thấy không hề có đường khớp trắng gì hết. Đó là trong trường hợp hội chứng đầu to. Nó hợp nhất lại một, nó chỉ có một cái phần xương trắng duy nhất và không có đường khớp. Đây là trường hợp mà chúng ta thấy nó có trường hợp bình thường, và đây là trường hợp tăng sản, xuất hiện thêm một cái phần xương thêm. Đối với các em bé như thế này, và nó phát triển sau khi sinh mới thấy được. Và có thể là với cái xương tăng thêm này, có lẽ là đối với các em bé
là bị trường hợp này chúng ta thấy rất là rõ, dính khớp sọ sớm. Vậy thì tôi làm cái hình ảnh này bởi vì cái hộp sọ nó hoàn toàn không phải là ở cái hình oval đều. Đây là một cái trường hợp khác nữa. Cô này là đã hồi nhỏ đó là có cái tình trạng bị hẹp sọ như thế này, rồi hồi bé cũng được phẫu thuật luôn. Sau này có con thì chúng ta thấy cái phần từ khớp trán không có, trên đầu thì trên đỉnh thì nó hở ra như thế này, và chúng ta thấy đây là cái hình ảnh quét CT sau khi sinh, và chúng ta có thể thấy tật hẹp sọ là như vậy. Đây là dị tật dính khớp sọ sớm, và chúng ta thấy hốc mắt nó cũng có kích thước khác nhau, và chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện trong thai kỳ là siêu âm có thể thấy được. Về tứ chi thì chúng ta cần phải dùng cái chế độ bề mặt, nhưng chúng ta cần phải có nước ối. Rồi sau đó nếu cần thì chúng ta sẽ chuyển sang chế độ maximum. Và bây giờ tôi sẽ cho các bạn xem một số các cái ví dụ về dị dạng. Đây là trường hợp mà chúng ta thấy chân bị vẹo. Thế thì ở đây là hai cái chế độ pha lê khác nhau, chúng ta có thể thấy rõ được cái xương bên trong. Cái này cũng tương tự, cùng là một thai nhi. Cái này là gần 12 tuần rồi, và tôi thực hiện cái lần siêu âm này bởi vì trong quý đầu á thì phần lớn thời gian tôi để dành một thể tích, có nghĩa là tôi lưu lại để mà sau này có vấn đề thì tôi có thể so sánh với nhau. Các bạn có thể thấy là khoảng tuần thứ 12 trong thai kỳ, cái chân rất là bình thường, cho nên là có nghĩa là trong quý 1 các bạn không thể nào loại trừ được cái trường hợp là tật cả bàn chân bàn tay vẹo, bởi vì cái tật này nó có thể phát triển sau đó. Kế tiếp là trường hợp mà tạo xương không hoàn hảo, hình ảnh 2D và đây là hình ảnh 3D, và đây là một cái trường hợp thai dị dạng khác nữa, tay chân ngắn. Chúng ta thấy cái chiều dài của xương đùi nó ngắn. Okay. Chúng ta có thể thấy được độ dày của xương luôn. Và đây là trong trường hợp mà chúng ta gọi là thiểu sản xương đùi. Đây là xương bình thường, còn bên này là xương ngắn. Và đây là hình ảnh 3D. Và đây là hình ảnh kết xuất 3D. Và chúng ta có thể thấy được cái phần dưới của xương đùi, nhưng mà cái phần trên thì hoàn toàn là bất thường. Và khi mà các bạn nhìn vào hình ảnh siêu âm 2D, chúng ta có thể thấy đây là phần đầu của xương đùi, của xương bình thường. Còn ở đây thì chúng ta thấy cái phần phía dưới là nó thiểu sản. Xương bàn chân vẹo thì chúng ta đã nói rồi. Bây giờ bàn tay vẹo, chúng ta có thể thấy còn một cái tật nữa là cái phần tay trước bị thiếu. Chúng ta có thể thấy một cái gì đó nó ở đây. Đó là nó bị cắt ngang ở ngay cái phần xương này. Đây là một trường hợp rất là hiếm. Trong trường hợp này chúng ta thấy tôi siêu âm vào khoảng 25 tuần. Đó là cái trường hợp rất hiếm là đầu gối nó bị vòng ra sau, nó uốn biến dạng như là hình cánh cung vậy đó. Cho nên các bạn có thể nhìn vào và so sánh chính xác các cái hình ảnh. Và đây là trường hợp mà chúng ta thấy tủy sống nó bị chia đôi, và tay trước và cả cẳng tay trước là bình thường, nhưng mà xương đùi thì nó bị ngắn và nó bất thường. Và chúng ta thấy được rõ khi mà thay đổi cái chế độ, chúng ta giảm thay đổi các cái độ sáng khác nhau, và chúng ta có thể thấy được phần xương bên trong, các cái trường hợp và dị dạng khác nhau của xương sống.
Đây là cái trường hợp rất là khó nghi ngờ, bởi vì trong cái lần sinh con đầu tiên á thì thấy con bị vẹo cột sống, cho nên là lần thứ hai có nghi ngờ, cho nên là khảo sát tiếp. Vậy thì khi mà chúng ta có những cái thông tin như vậy, chúng ta cần phải nghi ngờ có cái dị dạng ở phần xương sống. Và đây là trường hợp, đây chính là cái mà tôi nói là tủy sống nó chia làm hai, và cái nó xuất hiện có phần xương ở giữa này. Và khi mà chúng ta có hình ảnh kết xuất 3D, vậy thì cái tật nứt đốt sống là gì? Rõ ràng là chúng ta không cần hình ảnh 3D để tầm soát. Nhưng nếu mà các bạn nghi là có cái tật nứt đốt sống, thì chúng ta có thể lưu lại một cái thể tích, hình ảnh thể tích ở volume đó để chúng ta so sánh. Và ở một số quốc gia họ có thể tiến hành phẫu thuật từ sớm. Và đây là cái hình ảnh chúng ta có thể lưu lại và xác định chính xác là cái tật nứt đốt sống đó nó ở đâu, vào thời điểm nào. Và tôi xin kết thúc bằng cái ca này. Hình ảnh thu được vào 18 tuần. Ở đây chúng ta thấy độ mờ da gáy rất là lớn, chân tay ngắn. Và khi mà nhìn vào, chúng ta có thể thấy tình trạng hình thành sụn bất thường. Người mẹ quyết định là tiếp tục giữ con, không có muốn hủy thai. Và đây là hình ảnh 3D thu được sau đó với hình ảnh gương mặt và chế độ maximum. Chúng ta có được cái hình ảnh thai nhi, và ở cái phần xương trán có một cái khoảng hở rất lớn, tay là ngắn và chân thì cũng lại ngắn, ngón tay ngón chân cũng ngắn. Đây là hình ảnh của em bé ngay trước khi là sinh con. Và đây là trường hợp mà chúng ta thấy hình thành sụn bất thường. Ở đây cũng là cùng gương mặt đó, nhưng mà tôi muốn cho các bạn xem các cái kết quả khác nhau ở các cái chế độ kết xuất khác nhau. Đây là gương mặt bình thường, đây là còn đây là chế độ maximum. Chúng ta thấy dùng cái này nó dễ hơn. Đây là chế độ bề mặt, nhưng mà chúng ta tăng cái tỷ lệ lên, có nghĩa là các bạn sẽ loại bỏ được hình ảnh của các cái mô mềm. Và đây là sự khác biệt giữa hai cái nhau. Đây là trong trường hợp hình ảnh dùng công nghệ HD Live, và đây là các cái kết quả khác nhau của công nghệ Phalen. Và như vậy đây là cái công cụ hay nhất, đó là công cụ 3D để khảo sát xương. Và đặc biệt là các bạn chú ý có thể áp dụng trong cái quý 2.